Với mục tiêu khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho nông dân, xã Yên Thái, huyện Yên Mô đã tập trung ứng dụng công nghệ đưa cơ giới hóa vào sản xuất theo chuỗi giá trị khép kín, luân canh 4 loại cây trồng, ngô ngọt, đậu tương rau, lạc và khoai tây. Theo tính toán, tổng giá trị tăng từ 117 triệu đồng một hecta năm 2019 lên 350 triệu đồng một hecta năm 2020. Những ngày này trên cánh đồng hợp tác xã Đông Thôn, bà con khẩn trương tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ, vừa thu hoạch lạc, vừa dọn ruộng để nhanh chóng làm đất cho vụ trồng khoai tây mới. So với những năm trước chỉ làm 3 vụ, năm nay nâng lên 4 vụ nên đòi hỏi khắt khe hơn về thời gian. Để đáp ứng yêu cầu đó, hợp tác xã đã đưa cơ giới hóa và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Trồng khoai tây bằng máy, trong đó là lên luống, rạch và trồng khoai và lấp và đến thu hoạch. Đưa máy về từ mấy hôm nay thì thấy nhân công nó có thể là ngày trước mà trồng bằng tay, tức là nếu mà trồng bằng tay thì có khi gấp 10 đến 20 người, mới bây giờ máy chỉ làm bằng một công thôi, bằng 1 phần 10 đến 1 phần 20 cái công. Việc đưa máy vào khâu làm đất và xuống giống không những giải quyết được vấn đề nhân lực, thời vụ, mà còn giúp cho khoai tây giống có độ phủ đều, thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển. Năm nay thì sau khi mà được tuyên truyền phổ biến đưa máy vào cày luống rồi là rạch sẵn, và đồng thời người nông dân chúng tôi chỉ có việc là bỏ phân vào khoai tây thì chúng tôi làm ngày năm sào thì thấy rất nhanh, rất phấn khởi. Bà con nhìn thấy cái mô hình gia đình tôi làm trước đây là mọi người đều hào hứng và phấn khởi, bởi vì nó giảm rất nhiều được cái sức công lao động. Năm nay là năm đầu tiên hợp tác xã Đông Thôn triển khai mô hình luân canh 4 vụ trên năm với 30 hộ tham gia trên diện tích 5 hecta. Mô hình này cho hiệu quả về kinh tế, tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và chế biến xuất khẩu. Thì để mà triển khai được cái 4 con loại cây trồng ở trên đơn diện tích thì thứ nhất là cây phải canh, phải cái quỹ đất này là gần như là không có thời gian nghỉ, là nó quay vòng liên tục, cứ vụ này phải gối tiếp vụ kia. Hạch toán hiệu quả kinh tế là tăng cho các bà con thu nhập một trên một năm đấy thì đạt khoảng từ 300 đến 350 triệu trên một hecta. Ứng dụng công nghệ đưa cơ giới hóa vào sản xuất cây màu theo chuỗi giá trị khép kín, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ở Yên Thái đang dần hình thành những ô thửa lớn với các loại cây trồng hàng hóa kinh tế cao, đời sống bà con nông dân dần khấm khá lên.